những tố chất quan trọng của một nhà lãnh đạo tài năng. Chúng ta có thể nhìn rõ những phẩm chất của một nhà lãnh đạo tài năng thông qua thái độ, sự tập trung và những giá trị tích lũy của anh ta. Những người lãnh đạo thành công luôn biết cách xoay sở tình thế và có những hướng phát triển công việc với tầm nhìn xa trông rộng. Họ biết được tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy và không ngại dấn thân vào một thế giới chuyển động không ngừng. Nếu bạn muốn trở thành một người quản lý giỏi, hãy tìm hiểu các phẩm chất của họ trước tiên và biến các phẩm chất đó thành kim chỉ nam dẫn đường. Dưới đây là những phẩm chất tiêu biểu nhất của những nhà lãnh đạo tài năng. Phản hồi là công cụ giao tiếp hiệu quả, tuy nhiên rất nhiều nhà lãnh đạo đã bỏ qua việc phản hồi. Đơn giản bởi vì họ không muốn nghe, chỉ muốn làm việc theo cách của họ và muốn tất cả mọi người làm theo họ. Về lâu dài, phương pháp làm việc nhóm không có lắng nghe này sẽ trở thành không hiệu quả. Các vấn đề nhóm sẽ phát sinh như tính đoàn kết thấp. Hiệu quả kém, môi trường làm việc thiếu lành mạnh sẽ ảnh hưởng đến uy tín cũng như năng lực của người lãnh đạo. Điều quan trọng nhất mà bất kỳ một người quản lý thành công nào cũng hướng đến đó là kết quả của công việc. Họ quan tâm đến những con số đã hoạch định và nỗ lực tiếp cận những con số đó nhanh nhất có thể. Hay nói cách khác, người lãnh đạo giỏi làm công việc như một cái máy cắt tia laser có tiêu điểm. Trong khi đó, người quản lý kém cỏi coi mục tiêu công việc như một cái bao cát. Họ đưa ra những lý do và chiến thuật để trì hoãn thời hạn hoàn thành công việc. Nếu người trưởng nhóm giỏi lan truyền được tinh thần làm việc hăng say đến toàn bộ đội nhóm của mình, thì người trưởng nhóm tồi lại chia đều trách nhiệm đến các thành viên nhóm khi không đạt được mục tiêu. Cơ cấu nhóm và phân bổ công việc là nhiệm vụ quan trọng của công ty phát triển. Người trưởng bộ phận trở thành tinh thần của cả đội. Tinh thần của đội lên cao khi người trưởng nhóm biết tạo ra sự đoàn kết. Mọi khó khăn cá nhân đều được người lãnh đạo chia sẻ. Họ cũng biết cách phân chia công việc để mọi người đều có cơ hội phát triển chuyên môn và thế mạnh của từng người, công hiến và công nhận. Đây là nền tảng thu hút nhân tài và giữ người. Nếu bạn muốn những người giỏi vào đội của mình, hãy luôn đánh giá cao kết quả và nỗ lực của họ. Phần thưởng và những lời động viên khích lệ có thể biến những người làm việc xuất sắc trở thành một phần gắn bó của công ty, chứ không đơn thuần là người được trả công và ăn lương. Nếu bạn đề xuất tăng lương thành công cho nhóm hoặc cá nhân giỏi, bạn cũng sẽ được đánh giá cao. Điều này cho biết bạn có tinh thần xây dựng nhóm và đem lại tiếng nói cho nhóm. Không dễ để trở thành một người làm việc linh hoạt. Linh hoạt đồng nghĩa với sự nhạy bén và hòa hợp giữa khách quan và chủ quan. Nói theo cách khác, khi bạn làm việc linh hoạt, bạn phải sử dụng bộ não nhiều hơn để giải quyết các vấn đề nhanh và gấp. Cân nhắc giữa việc phá bỏ những cái quy tắc và còn nhiều vấn đề khác liên quan đến tình và lý nữa. Điều này có vẻ mâu thuẫn với cách làm việc linh hoạt, tuy nhiên chúng ta không hề ảnh hưởng đến nhau, bởi quyết đoán là một phẩm chất quan trọng của một người lãnh đạo. Nếu bạn có ý kiến phản hồi và góp ý từ các nhân viên của mình, sau đó bạn đưa ra quyết định dứt khoát, họ sẽ có niềm tin mạnh mẽ vào quyết định của bạn. Sự quyết đoán của người quản lý cũng giúp nhân viên có định hướng trong công việc và làm việc tập trung hơn. Phản hồi, tập trung vào kết quả, hiểu nhóm, khen thưởng, làm việc linh hoạt và làm việc quyết đoán là những phẩm chất cần có một người lãnh đạo xuất sắc. Đây cũng là công cụ giao tiếp để tạo ra môi trường công sở lành mạnh, là chìa khóa thành công của người quản lý cấp cao và tạo ra uy tín của họ. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip trên kênh của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe. Và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và đừng quên share đoạn video clip này trên tường Facebook cá nhân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.
Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip trên kênh của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe. Và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và đừng quên share đoạn video clip này trên tường Facebook cá nhân của mình. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip của trên fanpage Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút like và nhớ bấm vào nút xem trước. Bấm vào nút xem trước để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và đừng quên share đoạn video clip này về trên tường cá nhân của mình. Và cảm ơn tất cả anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.